Ngay sau khi kết thúc phiên họp thứ 23, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã tổ chức họp báo để thông báo kết quả phiên họp thứ 23 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã thông báo đến các cơ quan báo chí về kết quả phiên họp thứ 23 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Năm 2022, công tác xây dựng hoàn thiện thể chế của ban chỉ đạo tiếp tục được đẩy mạnh, tạo hiệu quả rõ rệt trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và phòng chống tham nhũng tiêu cực với gần 50 văn bản được ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành ban hành và tổ chức triển khai thực hiện 640 văn bản quy phạm pháp luật, công tác kiểm tra giám sát, thanh tra kiểm toán kỷ luật nghiêm minh 539 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái, trong đó có 47 cán bộ diện bộ chính trị, ban bí thư quản lý, tăng 15 trường hợp so với năm 2021. Ngành thanh tra kiểm toán kiến nghị xử lý thu hồi 82.560 tỷ đồng và 883 ha đất kiến nghị xử lý hành chính 3.530 tập thể và 8.619 cá nhân. Công tác điều tra truy tố xét xử khởi tố 493 vụ với 1.123 bị can, thu hồi 364.000 tỷ đồng. Cơ quan thi hành án dân sự thu hồi được 27.400 tỷ đồng. Trong năm 2022, 100% tỉnh thành phố trên cả nước thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh, các địa phương đã phát hiện khởi tố 453 vụ án tham nhũng. Tại buổi họp báo cơ quan thường trực của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực cũng trả lời nhiều câu hỏi của các nhà báo để làm rõ hơn về nội dung này. Đồng thời, đơn vị tổ chức cũng trao thưởng cho 8 đơn vị cơ quan báo chí đã có nhiều hoạt động tuyên truyền phòng chống tham nhũng tiêu cực.